Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ của Ngài rằng: Các luật sĩ và những người biệt phái ngồi trên tòa của ông Ma-xem. Vậy những gì họ nói với anh em hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng chất lên vai người khác, còn chính họ không muốn giơ ngón tay ra để lay thử. Mọi công việc họ làm đều cố ý muốn cho người ta trông thấy. Vì thế họ nới rộng những thẻ ghi kinh, ma dài tua áo, họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường. Họ ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thưa thầy. Phần anh em đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì chỉ có một cha là đấng ngự trên trời. Anh em cũng đừng bắt người ta gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một người chỉ đạo là Đức Kitô. Trong anh em, ai có quyền thế hơn sẽ là người phục vụ anh em. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái tuần lễ đầu tiên khi thế giới đại chiến lần thứ hai kết thúc tháng 5 năm 1945 ở Âu Châu, những người lính đồng minh gồm có lính Mỹ, lính Anh, lính Gia Na Đại đã giải thoát nhiều trại tù mà gọi là trại diệt chủng của Đức Quốc xã. Ví dụ trại Dachau, trại Bergen-Belsen, vân vân. Một trong những trại đó, người lính đồng minh bước vào khi họ phá tan cái vòng kẽm gai, thì những người tù còn sống sót rất vui mừng chạy ra. Tất cả những người lính đồng minh đều giật mình. Đây là người hay những thây ma? Đây là ác quỷ nhập tràng hay là những con người còn thật? Khi nghe họ cười, họ chào, mới biết đó là nhóm tù nhân Do Thái còn sống sót. Hàng trăm nghìn người bạn của họ đã bị chết trong các phòng hơi ngạt và đã bị đốt thành tro. Họ có may mắn còn sống là vì họ hôi hám quá sức, nhất là áo quần rách rưới, cho nên những người lính đồng minh dẫn họ sang những căn nhà cư dân kế bên để xin phép cho họ được tắm rửa và xin những áo quần cũ để họ thay vào. Bước vào căn nhà của một cư dân, một nhóm tù hơn 30 người, một tù nhân là một nhà văn Do Thái, nhìn thấy một tấm gương to cỡ như tấm bản chiếu của mình trên tường, ú cho ông mừng quá, phải chạy đến xem gương mặt của mình ra sao, là vì sau 5 năm ở tù, tuyệt đối không thấy mặt mình ra sao, chỉ thấy mặt người khác thôi. Và đồng tâm trạng với ông, tất cả nhóm đều kéo tới trước tấm gương. Trong tấm gương, nhà văn nhìn thấy những mặt của bạn bè và những người đồng cảnh của mình, nhưng không biết mình là ai. Có chắc gì gương mặt đó là mình không? Cho nên ông phải nhăn mặt, rồi ông phải gãi đầu, rồi ông phải lắc đầu, rồi cuối cùng ông nhận ra cái thằng đó là mình. Nó thay đổi hoàn toàn sau 5 năm. Lo sợ, ánh mắt hãi hùng, mất ngủ là vì thiếu ăn và đói lạnh. Đói luôn luôn đi với lạnh. Rồi bị hành hạ khổ sai, rồi cái chết kề bên mỗi ngày. Cho nên đôi mắt
mất thần, lấm lét sợ hãi, cả gương mặt như bị chịu nặng xuống. Cái mũi của người Do Thái vốn là thứ mũi nhồn vào mồm, mũi két, hôm nay vì ốm cho nên hình như nó muốn chui vào mồm luôn. Rồi hai má hóp vào, rồi mái tóc biến đâu mất, người ta cạo trọc và đầy những ghẻ chóc trên đó. Ông nhìn vào không biết rõ phải mình không, nếu là mình thì sao thay đổi ghê gớm vậy. Nhưng đó là mặt ảo của mình nhé. Quý vị ơi, trong gương đừng có tưởng đó là gương mặt thật của mình. Chuyện qua tôi thí nghiệm với mấy em thiếu nhi, tôi kêu một em tình nguyện lên, tôi dán một cái hình vào cái má trái của nó, xong rồi tôi đem cái gương ra cho xem, đây phải hình thật của con. Nó nói phải. Nó nói of course, dĩ nhiên. Tôi nói không, con nhìn lại coi cái hình đó, coi cha dán bên nào. Nó nói left side, thì ở trong cái gương nó đã thành right side, tức là đâu phải ảnh thật của con, đó là một cái phản chiếu, cái ảo ảnh thôi. Ảnh thật chỉ có trong photo hay trong video. Vậy mà cái người tù Do Thái đó cứ đứng sững sờ. Các bạn đã đi tắm rửa, ông cứ đứng đó ông ấy nhìn, chẳng lẽ mình đây sao? Đôi lúc chúng ta cũng cần phải nhìn vào gương, mặc dù có nhiều cô, nhiều bà chắc một ngày nhìn thường xuyên. Không sao, càng nhìn càng tốt thôi. Nhưng nhìn để tìm cái gì? Không phải tìm sắc đẹp, mà có thể khám phá ra càng ngày càng nhiều nếp nhăn, rồi lại tìm cách chữa. Cũng được, không sao, tôi không có phê bình chỉ trích. Nhưng mà cái chính là tìm ra con người thật của mình. Một cái ánh mắt ngay lành 10 năm trước nay còn không? Một cái khóe miệng để cười khi cảm thông nay cũng có thể cười nhưng để mỉa mai. Một tâm hồn nghĩ tốt về người khác nay qua cái quá trình thăng trầm của cuộc sống, nghi ngờ nhiều người cho nên bây giờ thành đa nghi, vân vân. Hôm nay Chúa Giêsu cũng mời mấy ông biệt phái và các luật sĩ, các kinh sư. Chúa để tấm gương cho họ nhìn vào rất nhiều lần. Bây giờ cuối năm phụng vụ, giáo hội lặp lại những cái bài đó để nói Chúa muốn mọi người nhìn vào tấm gương cuộc đời để biết gương mặt thật của mình. Nhưng họ không thấy. Và chính vì họ không thấy cho nên Chúa trách nhiều điều khá nặng. Chúng ta đừng nghĩ rằng những người biệt phái, tức là một cái phái tách ra riêng, tất cả đều giả hình. Thưa không, trong sách Tông đồ Công vụ đã có ghi ơn một người biệt phái tên là Gamaliel, rõ ràng nhé. Ông là một luật sĩ, một kinh sư được toàn dân ngưỡng mộ. Ông đã can đảm đứng dậy giữa công nghị để biện hộ một cách chí tình và chí lý cho việc làm của các tông đồ khi rao giảng về Chúa Giêsu. Cũng có những người khác nữa trong Kinh Thánh Tân Ước chúng ta đọc thấy. Nhưng cái nhóm mà Chúa Giêsu nói đây không phải là nhóm giả hình đâu, nhưng mà họ đạo đức thật theo cái nghĩa của Do Thái, Do Thái giáo. Nhưng vì lòng nhiệt thành của họ quá sức tưởng tượng, đến nỗi to quá họ không còn nhìn thấy cái đạo đức của người khác. Tôi lặp lại, họ cho rằng một mình họ đạo đức, thánh thiện, giữ luật và không ai được như vậy. Đó là cái mà Chúa muốn họ nhìn thấy nhưng họ không thấy. Nói vậy nó hơi xa xôi. Tôi trở về chuyện cộng đoàn mình. Lúc còn ở Chipala, tôi vừa ở Sydney qua tháng 8 năm 2003, thì đến tháng 10 năm 2003 một câu chuyện xảy ra và nó kéo dài trong 4 năm. Đây là câu chuyện có thật, mời quý ông bà xem dùm
lòng đạo đức của một người rất tốt, nhưng có thể không nhìn thấy sự đạo đức của người khác. Thời đó không có projector, nên nhớ có cái máy chiếu và phải có mấy em nhỏ nó chiếu. Có những em mà nó không biết đọc tiếng Việt, hát qua 2-3 phút rồi nó vẫn để chỗ cũ, cũng vui lắm, không sao. Tôi thấy lúc tôi đến đó tháng 8, có 3 em gái thường xuyên 9 giờ sáng Chủ nhật chiều. Hai em nhỏ hơn, một em lớn hơn. Xin đừng điều tra em nào. Rồi bỗng nhiên 2 tháng sau thấy một em biến mất, không chiếu hình. Tôi không thắc mắc là bởi vì chắc là nó bận biểu chuyện gia đình hay gia đình dọn đi chỗ khác. Nhưng khi nghe cha Thúy tâm sự tôi mới giật mình. Đó là mấy năm sau, không thấy nó đi nhà thờ. Rồi một lần gặp nó ở trường học, cha Thúy mới hỏi sao con lánh mặt không đến hay là dọn nhà đi chỗ khác. Nó nói không, có một người nói với con rằng hễ con xuất hiện ở chỗ chiếu hình thì làm cho cha Thúy khó chịu vì bị cám dỗ. Tức là mình bảo vệ cha Thúy. Cha Thúy hoàn toàn yếu đuối, không đạo đức, cho nên phải bảo vệ. Làm cái con bé nó sợ quá. Đến khi cha Thúy nói cha không hề nói như vậy về con, thì nó 4 năm sau nó mới trở lại. Mình là một cái con người bị tách rời ra khỏi cộng đoàn chỉ vì lòng đạo đức của mình, và mình nghĩ rằng người khác không đạo đức đủ. Nó ghê quá với ông bà. Mà mình đi nói dùng người khác nữa, lại là cái tội thứ nhì. Chúng ta nên học bài học đó mà Chúa Giê-xu muốn các biệt phái nhìn thấy nhưng không nhìn. Mấy ông không nhìn. Do đó người ta cảm phục George Washington là vị đệ nhất tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng ông ấy rất nóng tính. Đây là câu chuyện ông kể lúc nhỏ. Gia đình còn bé ông 5-6 tuổi, gia đình có thói quen hễ gia đình cùng làm cái gì ngoài vườn thì ông bố khuyến khích mọi người đều làm, cả nam lẫn nữ, trừ ra ai ốm đau, để có tinh thần gia đình. Đó là điều tốt. Và cậu bé George Washington được ông bố giao cho cái rửa kiểu của người da đỏ để mà đi phát những cái cây hoang trong góc vườn. Không ngờ trong góc vườn đó có một cây anh đào, cây sakura của người Nhật đem sang Mỹ. Và ông bố của ông rất trân trọng cái cây đó. Nhưng mà cậu bé loi choi chặt luôn, chặt tận gốc, băm nhỏ ra, làm rất hăng hái, rất là sốt mến, giúp bố. Tới lúc trưa nghỉ tay ông bố ra kiểm tra, còn đem khoe nó còn làm sạch hết, clean up everything. Ông bố nhìn thấy ở góc vườn cây đào nó đâu rồi. Ông ấy chạy lại thì nó băm nhỏ ra rồi. Ông ấy tức lắm nhưng ông kiềm chế lại. Chỉ có một mình George Washington làm ở đó. Nhưng ông ấy rất lịch sự và nói con biết ai chặt cái cây sakura của bố. Bố rất quý nó lắm, như là một cái báu vật vậy. Bố hy vọng lần sau không có chuyện đó xảy ra. Ông nói rất tế nhị, không kết án đứa con, là vì có khi mình quên đặng nó tránh. Nhưng mà không ngờ George Washington ở cái tuổi đó đã quỳ xuống trước mặt bố và nói con chặt nó đó, xin bố cứ phạt con đi. Ông bố mừng rỡ đỡ người con dậy và nói sự nhận lỗi của con quý hơn hàng nghìn cái cây anh đào. Bố có thể tìm được cây khác, nhưng nếu con không biết nhận lỗi, bố không làm sao ép để con nhận. Cảm ơn con. Đó là câu chuyện George Washington không bao giờ quên. Cái nghĩa cử đầy sư phạm và nhân ái của ông bố. Ước gì chúng ta cũng vậy. Cho nên điều kết luận là chúng ta không nhìn thấy cái lỗi của mình,
là điều bất hạnh trong đời mình. Chứ đừng có nghĩ đó là sung sướng vì mình thấy lỗi. Người khác phải chịu đựng, họ không dám nói, đó là điều bất hạnh. Cho nên hãy sống với những người thân của mình, thỉnh thoảng cũng tạo dịp nào đó đủ lòng can đảm và khiêm nhường để hỏi thật người bạn đời của mình xem mình có khuyết điểm gì, tật xấu nào. Con ông để xét mình xưng tội mùa vọng sắp đến, ông ấy nói với ông cha xứ: hay lắm cha ơi, con có một cái bản xét mình rất là tinh tế và rất nhanh, con chỉ cần đem cái máy cassette bỏ một túi thâu lại. Ông cha: ủa, xét mình mà có người khác xét dùm nó sẽ không? Con cứ giả bộ sai sai về chọc bà xã cái là bà kể hết tội ra, là con thâu lại hết, là con đi xưng đâu. Chắc cũng đúng. Xin cho chúng ta ý thức được một điều, trước mặt Chúa cũng vậy. Đức Giáo Hoàng Đương Kim cũng có nói, nếu chúng ta không thấy mình có tội, đó là dấu hiệu bất hạnh phải coi chừng. Ghê nhá. Và thấy chúng ta có tội, đừng vội vã ngã lòng. Chính Đức Giáo Hoàng luôn luôn nói: tôi là một tội nhân. Ai hỏi Ngài câu đầu tiên, Ngài luôn luôn nói: I am a sinner like you. Rất dễ thương. Chúng ta hãy nhận điều đó trước. Đâu có ai cao trong chức vị của giáo hội mà bằng Giáo Hoàng đâu. Vậy mà Ngài nhận: tôi là người có tội. Và lần đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng này, người ta thấy một ông Giáo Hoàng ra ngoài đền thờ Thánh Phêrô xếp hàng để đi xưng tội. Ai cũng nhường. Quý vị quay lại thấy Giáo Hoàng ai cũng nhường, không có nhường, cứ đứng đó xưng trước để hỏi tới tôi vô. Rất là dễ thương. Tôi vừa mới nói, đâu có chức vị nào cao bằng Giáo Hoàng, cho nên có câu chuyện cười để kết thúc. Là Đức Giáo Hoàng mà được phong thánh đó, John Paul đệ nhị đó, thời ở Ba Lan, Ngài từng là một quân nhân và rất là thích lái xe. Nhưng mà khi lên làm Giáo Hoàng không ai cho lái nữa. Ông ấy ngứa người lắm, không có bằng quốc tế đàng hoàng. Thế là một lần kia, sáng thứ hai nào thì Giáo Hoàng được chở đi xuống Castel Gandolfo, là một nhà nghỉ trên bờ hồ cách Roma khoảng 22 cây số, đẹp lắm và êm ả lắm. Thế thì sáng thứ hai đó, ông tài xế già lái chiếc xe của Giáo Hoàng. Giáo Hoàng ngồi sau, ra khỏi cổng một cái vỗ vai ngừng ngừng để tớ lái. Thì ông tài xế phải vâng lời thôi. Ông ra sau ngồi. Giáo Hoàng khoái quá lên lái, đâu có biết đường rành rẽ ở Rome mà nó đầy đường một chiều. Đường phố ở Rome ai đi hành hương rồi biết nó chật lắm mà nó một chiều nhiều lắm. Thế là chui vào đường một chiều đi tỉnh bơ. Bên đó không phải cảnh sát mà là hiến binh, gendarmerie. Nó dữ lắm. Thế là nó thấy chiếc xe trận lợi liền. Thế là Giáo Hoàng trận lợi cầm tay lái, nhìn vào xe. Hai anh hiến binh nhìn nhau, có nên phạt không? Hai đứa đều lắc đầu. Mình không có thẩm quyền để phạt. Tại sao? Gọi cho sếp, ông trung tá ở ngay bộ chỉ huy: sếp, chiếc xe này vi phạm luật đi đường, chạy đường một chiều, có nên phạt không? Thì phạt đi, không nên. Bởi vì hôm đó là chức gì tôi cũng không biết. Hai đứa tôi hoàn toàn, mày nói gì kỳ vậy? Thì cứ phạt. Dạ thưa không. Cái ông ngồi đằng sau trong chiếc xe đó chắc là phải cao lắm, là vì tài xế của ông là Giáo Hoàng đó. Cho nên ông đó là cỡ Chúa rồi đó. Mà phạt Chúa là chết. Kính thưa quý vị, trở về với đời sống gia đình, xin hãy lâu lâu xét mình. Mỗi sáng nhìn vào gương, để nhìn gương mặt của mình còn đem lại hy vọng và niềm tin cho người khác không? Mỗi tối trước khi đi ngủ cũng nên soi gương để coi suốt ngày hôm nay
gương mặt buổi sáng, gương mặt buổi chiều có khác nhau? Có. Và hãy thành thật nhận những gì là lỗi lầm của mình, nhất là trước mặt Chúa. Đừng ai nói con không có tội. Ai cũng có tội, nhiều hay ít, trọng hay nhẹ mà thôi.